Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trí nhất thiết rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy trí đạo tướng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trí đạo tướng rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy trí nhất thiết tướng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, như thế là Đại Bồ Tát, vì làm chỗ hướng đến cho thế gian, mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.